Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn miếng trộn rau củ với mình nha. Mời mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn miếng trộn nha mọi người. Trong miếng này, miếng trộn này nè, mình có cải nè, gốc hành nè, thịt heo nè và cà rốt nữa. Còn mình sẽ ăn kèm với dưa leo và cà chua. Ở trên đây mình có trang trí ớt, tương ớt đó mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn chung với mình nha. Wow, hấp dẫn quá nè. Hôm nay mình không ăn hủ tiếu không ấy, mình sẽ ăn miếng bún cào á. Mời mọi người nha, mời mọi người. Ngon. Mời mọi người miếng cà chua nha. Ăn cà chua nhiều đẹp da. Quá hấp dẫn. Cải em, cái ngọt có bông của mình nè mọi người. Bước rồi mình xào luôn. Món này cũng dễ ăn. Rau củ thì mình xào với thịt heo. Xong á, có mình trộn bún cào. Mình trộn với tỏi phi á. Cho cái cọng bún cào mình nó bóng á mọi người. Đấy. Mình không có cắt ra, mình thử ra nó kéo dài. Ngon. Mình ngồi như vậy. Ngon. Ngon. Mời mọi người cùng uống trà đá với mình nha. Ngon.
hôm nay đậu quất cạn bìa gạo máng rồi mọi người. Chơi cạn bìa luôn. Ngon mọi người. Để một hơi nước mà mới được. Nó khô quá mọi người ạ. Mọi người nha. Quất đá. Cay trà đá. Ngon quá. Giờ đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.